Chào mọi người đã quay trở lại với An trong một loạt các video clip mà bán là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Hôm nay An lại được trên tay một chai nước tẩy trang nữa đến từ nhà Nivea muốn review cho mọi người. Thì nước tẩy trang Nivea là một trong những sản phẩm làm sạch da được hội chị em săn đón trong năm 2023. Đây là một cái sản phẩm khá là nổi tiếng trong thời gian 2023 gần đây và đã có rất là nhiều các bạn mua về dùng thử cái sản phẩm này, nhất là các bạn sinh viên, bởi vì giá thành tốt, khả năng tẩy trang cũng như là cái kết cấu bên trong sản phẩm rất là an toàn dịu nhẹ. Thì nói sơ qua về Nivea thì đây là một thương hiệu mỹ phẩm lâu đời ha, đến từ Đức, tập đoàn chính. Tên của sản phẩm này là Prisidop và chuyên về các sản phẩm chăm sóc da và dưỡng thể. Thì với lịch sử trên 130 năm và hơn 150 chi nhánh trên toàn thế giới thì cái thương hiệu này thực sự là một thương hiệu rất nổi tiếng, và nói tới Nivea thì ai cũng biết. Cho nên là về cái mức độ thương hiệu, sản phẩm an toàn thì mọi người có thể chọn Nivea. Còn cái nước tẩy trang này tại sao nó lại nổi tiếng trong thời gian gần đây thì bây giờ An đang trên tay sẽ review cho mọi người trước khi mọi người mua về sẽ sử dụng ha. Nước tẩy trang Nivea này là một trong những dòng sản phẩm làm sạch được nhiều chị em rất là thích trong cái thời gian gần đây. Đây cũng chính là một cái sản phẩm là trên top luôn, làm nên tên tuổi của hãng luôn. Đây là một cái sản phẩm dành cho da dầu. Thì hãng cũng có khoảng 2-3 dòng nữa dành cho các bạn da khô, da mềm và da thường gì đấy. Rồi, da An là da dầu cho nên An sẽ mua cái chai này bởi vì nó phù hợp với da dầu của An. Thì tẩy trang Nivea này có thể làm sạch và loại bỏ hiệu quả được cái lớp trang điểm khó trôi bằng công nghệ micen, giúp cho cái người dùng trang điểm mạnh, không có cần phải dùng cái bông tẩy trang chà quá là sát trên cái da mặt, dễ bị chảy xước ha. Đặc biệt thì bên trong còn có những cái công thức tạo nên một cái sản phẩm không có chứa cồn, những cái công thức bên trong khá là hoàn hảo cho nên là không có gây ảnh hưởng đến da. Do đó thì cái nước tẩy trang Nivea này thực sự là an toàn và an toàn với mọi loại da luôn, nhưng mà khuyên dùng cho các bạn da dầu mụn giống như mình. Thì năm công dụng thần thánh của nước tẩy trang Nivea này đã gây hot hit trong thời gian vừa qua, đó là thứ nhất là có chứa cái thành phần có khả năng làm sạch bụi bẩn và cái lớp trang điểm một cách hiệu quả, giúp loại bỏ được vi khuẩn và cặn bẩn sâu trên da, cung cấp độ ẩm cho da. Tức là ngoài cái khả năng tẩy trang sạch cho da dầu ra thì bên trong nó còn cấp ẩm cho da nữa. Ngoài ra thì nó còn kích thích cái khả năng tái tạo collagen, tức là sau mỗi lần các bạn tẩy trang, tẩy sạch đi một lớp biểu bì thì bên trong sản phẩm này có chứa cái thành phần giúp cho da của các bạn tái tạo lại collagen, kiểm soát bã nhờn nè, dưỡng da trắng mịn và căng hồng hơn. Rồi bây giờ anh sẽ đi sâu hơn về chi tiết của cái sản phẩm này. Rồi, ưu điểm chung của dòng sản phẩm tẩy trang Nivea này đó là thành phần của sản phẩm tẩy trang Nivea chủ yếu được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên. Một số thành phần trong nước tẩy trang như là Hydra IQ, tinh dầu hạt nho, glycerin, sorbitol, panthenol, polylene, glycol. Sản phẩm không chứa cồn và các thành phần hóa học gây hại cho làn da. Thiết kế nắp bật rất tiện lợi và dễ dàng lấy một lượng sản phẩm phù hợp. Thiết kế đa dạng sản phẩm với nhiều dung tích khác nhau như là 125ml, 200ml, 400ml. Và cái chai trên tay của anh đang là một cái sản phẩm 200ml, một cái dung tích dành cho các bạn thường xuyên di chuyển hay đi du lịch thì phù hợp. Và giá thành của nó cũng ngang ngửa với cái chai Senka 230ml, tầm 85.000. Thì cái chai này ai mua về để review, để An dùng thử. Thì sau khi An dùng thử hai cái sản phẩm Nivea này với cái chai Senka tẩy trang, An sẽ có một khoảng thời gian trải nghiệm và sau đó An sẽ quay trở lại để review cho mọi người. Bởi vì hai chai là xem giá với nhau, hai thương hiệu nổi tiếng luôn và cùng tẩy trang được cho da dầu, cho nên là An sẽ sử dụng thử, sau đó sẽ quay lại review coi thử là những ưu nhược điểm của nó như thế nào ha. Rồi, ba cái nước tẩy trang mà được các bạn rất là tìm kiếm trong thời gian gần đây đó là Nivea Bright Oil Clear Micellar Water, là cái chai đang cầm trên tay nè. Cái chai tiếp theo đó là Nivea Pure Bright Micellar Water, cái chai đó dành cho các bạn mà tẩy trang sẽ giúp dưỡng trắng da. Một chai nữa là Nivea Acne Care Micellar Water, là dành cho các bạn da thường, da khô và các bạn da mụn. Thì các bạn da dầu nên nghiên cứu sử dụng cái sản phẩm này nha. Và đây là một trong những cái sản phẩm rất là hot hit trong thời gian gần đây ha.
Cũng giống như Senka thì cái chai này được chiết xuất từ chai nhựa trong suốt và có thể thấy được dung dịch lỏng ở phía trong. Ở phía sau thì sẽ có một cái nhãn phụ. Đây, có sáng phụ ha. Có chứa bảng thành phần nè, rồi ngày tháng sử dụng, hướng dẫn sử dụng sơ sơ. Thì đã nói sơ qua về cái chai Nivea này. Ở bên trong cái chai tẩy trang Nivea Bright Oil Clear Micellar Water này với công nghệ micellar kết hợp với công thức dịu nhẹ và không chứa cồn, giúp làm sạch sâu mà không để lại nhờn dính trên da. Đây là một ưu điểm rất lớn của sản phẩm. Thì bên trong cái thành phần được chiết xuất từ cam thảo có tác dụng ức chế quá trình sản sinh sắc tố trên da, giúp làm da sáng cùng với khả năng kháng viêm và chống oxy hóa mạnh ha. Bên trong còn có bổ sung glycerin. Thì cái sản phẩm nào mà có bổ sung glycerin thì trong cái bảng cái sản phẩm đó, đây sẽ là một cái thành phần chủ yếu giúp cân bằng độ ẩm cho da, kết hợp với các thành phần như là carotene hay còn gọi là vitamin BT thì giúp cấp ẩm đủ cho da và làm hạn chế da tiết dầu. Glycerin có trong thành phần chủ yếu là để giúp cân bằng độ ẩm cho da dầu, các bạn da dầu. Rồi, đối tượng sử dụng là các bạn da dầu giống như mình, các bạn học sinh sinh viên có da dầu, có xài kem chống nắng hàng ngày, muốn có một sản phẩm tẩy trang giá rẻ và phù hợp thì nên nghiên cứu cái in này. Rồi, ưu điểm, sản phẩm có khả năng làm sạch tốt cho những bạn có da dầu, ứng dụng công nghệ Hira IQ vào quá trình sản xuất, giúp tăng cường oxy cho da dầu, giúp cấp ẩm và hạn chế lượng bã nhờn tiết ra. Giá thành của sản phẩm này như mình có nói là 85.000 một chai. Thiết kế gọn gàng, hiện đại và đẹp. Rồi, nếu như mà các bạn nào mà đã sử dụng cái sản phẩm này rồi thì cũng có thể để lại ở phía dưới bình luận cho những cái bạn học sinh sinh viên hoặc các bạn nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà tẩy trang tốt thì có thể mua về cái sản phẩm này về dùng thử. Còn nếu như mà bạn nào vẫn chưa có tìm kiếm được một cái sản phẩm tẩy trang nào tốt cho mình thì hãy nghiên cứu cái chai này để mua về dùng thử giống như mình ha. Biết đâu sẽ tìm được chân ái đó. Rồi, bây giờ anh sẽ kết thúc video đây. Rất mong gặp lại được các bạn trong những video tiếp theo ha. Hẹn gặp lại ạ.